Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm qua, cây ăn quả có múi gồm các loại cam, quýt, bưởi là hướng phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao ở nhiều địa phương phía Bắc. Cây ăn quả có múi đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động và mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân ở các vùng nông thôn miền núi. Nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, các địa phương đã chủ động đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm, mở rộng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Để thúc đẩy sản xuất cây ăn quả có múi, thời gian qua các địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả có múi quy mô lớn, tập trung như Cam Lục Yên, Yên Bái, Bưởi Soi Hà, Tuyên Quang, Cam Cao Phong, Hòa Bình, Bưởi Đoan Hùng Phú Thọ, Quýt, Bắc Cạn. Do sản xuất tập trung, chăm sóc tốt, cơ cấu giống phong phú, trồng giải vụ nên ở một số nơi cây ăn quả có múi đã mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hơn một tỷ đồng trên một hecta một vụ. Với tiềm năng vô cùng to lớn, đến nay ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả có múi lớn, bước đầu khẳng định được thương hiệu. Tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cây cam đang trở thành cây trồng chủ lực. Nhờ loại cây này mà người dân nơi đây có thu nhập ổn định, đời sống của họ từng bước được cải thiện xác định đây là một trong những loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Huyện Lục Yên đang duy trì diện tích cây cam hiện có và tập trung các biện pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cam Lục Yên. Khoảng hơn 5 năm trở lại đây, huyện đã chuyển đổi giống cam cũ sang trồng các loại cam vinh, cam đường canh cho quả mọng, sản lượng cao và chất lượng cũng tốt hơn giống cam cũ. Để phát triển lại quả có múi này, huyện đã tích cực hỗ trợ người nông dân vay vốn, đầu tư vườn ươm giống tại địa phương, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, cử cán bộ khuyến nông sâu sát với cơ sở, theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây, mạnh dạn chuyển đổi quỹ đất, giống cây trồng để tăng diện tích, tăng sản lượng, chất lượng, cũng như nâng cao thu nhập cho người dân từ cây cam. Đợt vừa rồi tập huấn, nâng thêm cái kiến thức để làm theo cái công việc nó sạch sẽ và phải có cái phân bón nó đúng quy trình thì nó tốt hơn, nó đẹp, nó bền hơn nói chung là nhà toàn cỏ kia toàn phát cái phun thuốc thì phun lúc còn ra hoa còn lúc đến lúc nào có bọ xít thì mình mới phun phải là đúng quy cách đúng quy trình làm sao cây cây nó đẹp năm nay năm ngoái vẫn sang năm vẫn còn đẹp vẫn phải thu thu đều càng ngày càng tiến bộ nâng bước thì mình càng cố gắng thêm tại huyện Lục Yên giờ đã có tới 18 trên 24 xã trồng cam với diện tích hơn 450 ha trong đó có hai giống cam chính là cam sành và cam vinh. Hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 tấn quả các loại. Với lợi thế là vùng cam truyền thống, những năm qua cùng với việc mở rộng diện tích, chính quyền và người trồng cam xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, rau quả theo quy trình an toàn Việt Gáp. Thị trường tiêu thụ được mở rộng tới Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu. Hiện nay trước hợp tác xã của tôi đang hoạt động theo đó là cùng cùng nhau phát cùng nhau chăm sóc phát triển và nhân rộng cái mô hình hợp tác xã hiện nay bên cạnh đó chúng tôi tập trung nó nâng cao chất lượng sản phẩm về mẫu mã hình ảnh và hoàn thiện về bao bì sản phẩm cũng như là có dành nhiều cái định hướng ra để phát triển thị trường tìm hướng thị trường và chủ yếu đó là đến gặp các siêu thị cũng như đơn vị cung ứng lớn để chúng tôi đeo bao tiêu sản phẩm cho bà con cũng như hộ các hộ trồng cam ở tại địa bàn huyện Lục Yên. Hiện nay toàn huyện Yên Sơn Tuyên Quang có khoảng trên 4000 hecta bưởi, tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Xuân Vân, Phúc Ninh, Lực Hành, thị trấn Yên Sơn. Những năm trở lại đây bưởi được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, đảm bảo độ sạch và chất lượng thơm ngon cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ mà tôi đã được học mà đến nay chúng tôi đã nhận thấy rằng là người sản xuất nông nghiệp hữu cơ là trước mắt là đem lại sức khỏe cho mình, Đấy. sau nữa là đem lại sức khỏe cho người tiêu dùng, rồi lại đem lại cái môi trường xanh sạch người tiêu dùng là nhiệt tình để tiêu thụ hàng hữu cơ của chúng tôi. Sau khi được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vào năm 2021 hợp tác xã nông lâm nghiệp phúc ninh đã được hỗ trợ tham gia nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như tham gia các hội trợ, hội nghị về kết nối, giới thiệu sản phẩm. Được sự quan tâm của sở công thương tuyên quang cũng như là các sở ban ngành, phòng nông nghiệp thì chúng tôi hàng năm vẫn đều đưa sản phẩm đi các cái hội trợ thương mại và cũng như là đưa lên các cái sàn giao dịch của của trong nước. Ấy. Cùng với việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch liên kết sản xuất theo chuỗi hiện nay các tỉnh phía bắc đã và đang tập trung nhiều hơn cho hoạt động xúc tiến thương mại tạo sự liên kết trong cân đối cung cầu sản phẩm cây có múi và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của các loại cây ăn quả có giá trị cao này các địa phương đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ giống đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp nâng cao giá trị kinh tế tăng thu nhập cho nhân dân thực tế đã chứng minh nếu có hệ thống giải pháp đồng bộ từ chính sách hỗ trợ của nhà nước đến tiến bộ kỹ thuật cộng với sự vào cuộc của doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm chắc chắn mọi sự sẽ thành công